Pin Hồng Thương Điệp, mời Pin Hồng tổng chung chương trình truyền hình cầm tay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phát qua kênh VTV Hà của Đài Truyền hình Việt Nam. Đài chương trình vân này, mi lên nổi dùng lăng. Mô hình lươn váy nóc sinh học, rú ti mi nổi nằm. Vì xuyên từng ba khai quảng phúc mắc cam vinh, long ba tháng ra ử. Khai quảng phúc mảy mát, liền tôi tua tập trung. Pin Hồng nhìn Hà Giang bảo căn hệt bản năng mà ứ. Mi dung nằm mà dung giá thể sinh học, hắc phăng khốn bằng điển, lù cơ năng, một công trình hiệt áng tả bác triều mân. Lươn váy nóc sinh học chanh nga mên từ dự án của đề tài khoa học công nghệ, nghiên cứu cấp dung khảo lươn váy nóc sinh học chanh nga mên, rú lại ti cần dần kín rú mi nổi nằm. Đại Liên Hiệp Lai Hội Khoa học các kỹ thuật tỉnh Hà Giang hệt cốc, đang hệt thử rú huyền Đông Văn. Lại công trình đang để dung rú trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, cấp trung học cơ sở Sa Phin, rú trụ sở xã Sa Phin. Công trình hiệt giúp bản văn hóa du lịch Lũng Cẩm, xã Lũng Là, đã hẹn bên hiệt lươn váy nóc này. Thảo pứa để ăn rác, vầy mi tít váy nóc thờ, mi mi nga bên hả thầy cô giáo, học sinh, cán bộ, cấp cần bé la lìn. Điểm trường cốc của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học, cấp trung học cơ sở Sa Phin, huyện Đông Văn, bi học này, mi thằng ngài thí bác cáo thiếp học sinh, thí thiếp cán bộ giáo viên. Đợi hẳn mi tham bác thong thiếp ít học sinh kinh rú trường. Từ lại bi học con, lươn trường chứ mi ăn lươn váy nóc nưng hả tăng ngày học sinh cán bộ giáo viên dung bảo căn lươn váy nóc hệt lai pi đã vai nắc huồn vẫn phải dung váy nóc hả nưa hả bác cán bộ giáo viên các học sinh con văn lúc hả cùng mi đó dung huồn này mi hắc điều lại ăn rác nhất từ lươn váy nóc của lươn trường kháu mua lành nằm vích thiểu nằm hưng từ bơn tiếp ít thân bơn thí pi lăng lẽ lươn váy nóc dơ pang thân vích thon thư kín rú của cán bộ giáo viên các học sinh. Cái này ăn rác mơ lươn váy nóc dung con văn, thầy cô giáo cấp học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú, tiểu học cấp trung học cơ sở Sa Phin, đã để thảo bứa phân hờ. Lươn váy nóc dung công nghệ sinh học mi dung nằm, đã để dung khảo pi học máu thong xê linh trong thiếp, thân pi thong xê linh trong thiếp ếch. Dòm gión để nằm, khảo mua lẻng, mi mi nga mình, học sinh ngai dung. Bắt tao con dung lươn váy nóc học sinh chay nga mình. Đẩy hướng ngân từ dự án của đề tài khoa học công nghệ nghiên cứu dung khảo các vệt sóng lươn váy nóc sinh học chay nga mình. Hà ứ tí cần dần kín rú, lai tí thiểu nằm. Lươn trường đánh giá thùng, lại ăn đêm nhạc chúng mà đẩy, cú lươn bay nóc này. So với trước kia thì cái nhà vệ sinh ấy tốt hơn, đi không cần phải xếp hàng. So đới mưa con, lẽ lươn bay nóc này đầy hơn, mới phải rằng, óc té lại cần phải khảo con. Mà ái bay nóc lại bay khảo, khay tí năng óc, bay nóc xong, lái tí khám mừng, quay áng tí thả thông thong tí bay. Lươn váy nóc này mi nga mình, mi dung nằm, cắp dòng gió để nằm, hở bòn nòng cùng một lươn trường. Nó không dùng nước và cũng tiết kiệm nước cho chúng em và nhà trường. Sa Phin là một xã vùng biên khó khăn mà đặc biệt Sa Phin lên xã cáp biên khó khăn, nhất là thiểu nằm dung từ áng bơn đếp ít thân bơn hạ con pì. Thiểu nằm dung lầm, cắp thả khảo mô phân, dòm vải để kỳ lai, lại dung cao hẳn. Do đới lên bé nóc cáo, viết thiểu nằm bang thường là viết bay nóc của học sinh, leo lươn trường chập để ăn rác. Vì mi mi nằm dung, mi nga mình, mi đám báo thờ. Tao lăng để đầu tư hệt thêm thong ăn lươn bay nóc sinh học chay nga mình này đây lầm. Đảng lân, lấy mi dung thân nằm, sẽ dòm vầy, hở lươn trường lại nằm. Học sinh dung lươn váy nóc cùng ngay cấp đám báo thờ. Dung lươn váy nóc này ngay ở học sinh nhất, lấy mi mi nga mình. Hiệt theo lâm lân cháo, lấy lúc khá cùng xưa để hừng ly. Tao lăng để ở khỏi dung, lươn trường đã khai óc ban quản lý lươn váy nóc. Lại thầy cô giáo cùng lân cháo, cách váy nóc hoặc học sinh phải đám báo thờ, cấp xưa để lươn váy nóc mắn vừng. Hưng Ly. Cô giáo là thường xuyên hướng dẫn cho học sinh và cách đi đứng làm sao cho nó vừa đảm bảo vệ sinh và giữ được công trình bền vững theo thời gian. Trụ sở xa Sa Phin mi tăng lại thong thiếp bét cán bộ công chức, sang lân thường số cân mà hệt viết dù này con văn. Liên bé nóc mức con dù xả mi đo hả cân hệt viết dung, tao thiểu nằm, nhất lẽ lẽ bướn mua lèng. Viết này mi hắc điều băng thường mù trường dù trụ sở xả, mà nhưng mất lái ngân thử nằm dung hả liên bé nóc. Áng mồi văn lại thong khối nằm. Tình ngọc ngân lệ thí bác diên có lẽ ăn rác của cán bộ công chức xã lươn váy nóc sinh học từ dự án của đề tài khoa học công nghệ nghiên cứu ở khỏi dung lươn váy nóc sinh học chạy ngang bên ở tí cần dần kiên rú tí thiểu nằm cùng để chống ngân hiệt rú trụ sở xã Sa Phin qua thí bươn ở khỏi dung từ bươn sốc thường căn này cán bộ công chức hai quốc xã Sa Phin cùng phấn khởi vừa dự thảo mô trường
vừa ở tung trang nghỉ của cán bộ công chức xã cấp cần dẫn mà hết việc xã Sa Phin cùng dòm để phân ngân nưng từ lươn bé nóc mi dung nằm đối với xã Sa Phin thì rất hiếu nước đới xã Sa Phin lấy tít thiếu nằm dung cán bộ công chức xã Sa Phin phân lại dung lươn bé nóc này đới lươn bé nóc mưa cón mi lại ăn rác khỏi hắn lươn bé nóc này hạp đới phụt hùng đới xã Sa Phin cán bộ công chức đầy hệ thống lươn bé nóc này khỏi hắn đây lắm. Nhà nước đầu tư mấy cái công trình thử nghiệm nhà siêu sinh học tại xã thì nước lươn chống ngân hệt thử lươn Penox sinh học rú xà khỏi hắn công trình này ngay ở cần dung rú này lắm. Tay ít lấy mi mình nga mình leo giờ mùa trường tay thong lấy dung điển do hẳn sẽ hắc phẳng khún phải khá nga mình tay tham lấy đã lúc ở cỏ dung bọn khỏi hắn mi mất lái điển tăng thong lươn Penox dung hà páp thí tiếp xúc số điển tỉnh Ngọc Ngân cùng mi dung lai bằng lươn bé nóc dung nằm mưa cón. Tính ra giá trị thì nó cũng không bằng mình dùng cái nhà tiêu dội nước. Dú bản văn hóa du lịch Lũng Cẩm, thôn Lũng Cẩm trên, xã Sùng La, huyện Đông Văn. Từ bấn sốc mặt hướng này, bản văn hóa đã đẩy dự án của đề tài khoa học công nghệ, nghiên cứu ở khỏi dung lươn bé nóc sinh học chai nga minh, hỏi ti cân dân kinh rút thiểu nằm. Hư hệt lươn bé nóc sinh học, theo tối nà hợp tác xã du lịch Lũng Cẩm, áng mùi văn, bản văn hóa tỏn từ tham bác thân hạ bác tay cân bài la lìn mức con lươn bài nóc rú lươn bào đả mi cuốn vấn mít đám báo để thuyền chờ ái cân bài la lìn lai bươn lái lươn bài nóc đả vai cắp mít để ở khổ dung bảo đời viết cân bài la lìn ái bài nóc mi mi tí bay cùng vân hà leo cân bài la lìn mi ái từ lúc lươn bài nóc sinh học để ở khổ dung bản văn hóa mi lươn bài nóc chung cân dần gấp cân bài la lìn đả mi tí bài nóc đáy đứa thao bữa ăn rác dù tí thiểu nằm cấp ủy chính quyền huyện cùng cháu hợp tác xã du lịch Lũng Cẩm khay ốc tổ quản lý phải dung lươn bé nóc để đê mẹ với cái nhà tiêu sinh học này thì ta không sử dụng nước đới lươn bé nóc sinh học này mi dung nằm lại ăn đầy dung bằng điển cấp ở cỏ dung mi mất lại điển cần bé la lìn cùng ái lươn bé nóc để ở cỏ dung cần bé la lìn mi tít bé nóc đầy đứa công trình nhà vệ sinh sinh học này thì lươn bé nóc sinh học để ở khổ dung đới xà sùng la dòm gión để thong viếc tay ít lấy lươn bé nóc hạp đới đi nhà cùng mọi tình hình ca linh của xà này lấy mi dung nằm mà dung bằng điền do hẳn lươn bé nóc để đầu tư hạp đới tiết du lịch các nhóm cần dân kiến rú nhất lấy lại điểm trường cốc vầy ở khổ dung tao cón cùng mỏ hừng ly thứ hai là ở cái nhóm cộng đồng và đặc biệt là trong những cái các địa trường do mà trường chính để là phục vụ giải quyết trước mắt cũng như là lâu dài. Còn việc để đẩy bác cố gắng của chính quyền tỉnh, bác khảo cổ của lại cơ quan trung ương, lại tổ chức quốc tế hứa mở việc băng thường hồng lành môi trường rú tỉnh Hà Giang. Khuẩn phân lai lại đến Phụt Hùng, cần dân lũ lại Phụt Hùng quay căn, phong tục tập quán nhang lạc khẩu, điều kiện đi nhà bôn phả khắc nghiệt, thiếu nằm dung, nhất là du lại huyện Phụt Hùng, Pufia, leo tới thổng cấp hồng lên cân dân chập lại ăn rác. Khen hẳn, trang nghỉ của cân dân để viết dư thơ môi trường, dư thơ bản thân, nhất là viết khệt cấp dung lươn bé nóc sang thùng. Đề tài khoa học công nghệ, nghiên cứu ở khỏi dung lươn bé nóc sinh học chai nga mình, hỏi ti cân dân kín rú ti thiểu nằm, đã để Liên hiệp Lai hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang hệt cốc, bay khảo hệt về thảo bữa ăn rác này. Quá viết khệt là mô hình thử rú huyện Đông Văn, hư hở cấp ủy, chính quyền huyện, là tổ chức xã hội cấp cân dân ao thung trang nghỉ. Các quách khệt mưa dung lươn bé nóc để đê mẹc, nhất là đỡ lại ti sang mi nằm dung. Khen hẳn, coi thường viết khay quả ngành du lịch cách nâng mắn vững, lúc đầu tư bê khảo hệt lươn bé nóc công cổng, rú lại ti rằng nưới, hở cân bé la lìn. Lươn bé nóc này dung rú này đây lắm, vì rú này nằm đang thiểu lai. Chính Long Hẳn, chủ trương mưa lươn bé nóc này cần để hệt, cấp bên hệt để men hơn. Lái lươn bé nóc sinh học đầy hệt thử, đà hăn bên hệt, cắp chống mà để lại ăn đê mẹc. Khuôn về mô hình đảm bảo chất lượng mắn vừng, dự án nhưng lại ăn rác dù bừng nà. Lại đơn vị hệt phải chắc mắn lại thông tin, dung khảo thường lại ăn mịt hẳn đã viết ứ lỏng ngân, cùng mò lại sáng kiến là lúc chuyến giao công nghệ. Dư đây, ở khỏi dung khay quảng mô hình lúc đã đầy hệt xong. Khen hẳn, cấp ủy chính quyền cấp cân dân của tỉnh phải ao thung trách nhiệm, ao thung năng lực quản lý, dư đây, biên độ của đầy mẹc. Nhất là lúc bị vai do phun cải nằm loát sạch óc. Mày cam ở khỏi Phúc, rú huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
đà đại kỳ trục bên này, khuẩn phê cá mức con, đà hai bay, chúng ăn nổi mát, cắp lại nón men cắt. Áng nửa hạ bí mà này, huyền vị xuyên đặt chuyến tối phê mắc cam cáo, ốc búc lại phê mắc cam vinh, vệ thong, mắc cam đơn cành. Lại phê mắc cam này, chúng mà lại mát, cắp chất lượng đầy hơn phê mắc cam cáo, có phần áo thú ngân thùa cân dần đời lại bị quá, nhất là búc mắc cam long pát thẳng ra ở. Hà Pi Tâm Ma này, huyền vị xuyên đã chuyên tối về mắc cam con này, khả mốc đồng biếu mắc cam vĩnh, về thống, cam đường cánh. Lại về mắc cam này bên khúa, ăn cài cấp kiêng hơn so đời về mắc cam câu. Hứa áo thùng ngân thù quốc cần dần qua lại bí, nhất lệ đồng biếu mắc cam lòng pa tha ra. Lượn á nguyên thị thể số thuần trung sơn xa trung thành, mì sốt bác có mắc cam vĩnh, a thể hờ chắc. Vài nó mắc cảm phình bên khúa, phải tròn để nó phải đáy. Lúc đàm trước, nó canh nó hang mì đỏ lùng lên mắc cảm trước ván. Phần lại lê tháo khuôn hữu cờ, khuôn tỏi túa, vài mắc cảm ó biếc cấp biến mắc khúa. Gia đình nhà tôi thì trồng được... Lượn khỏi biếc đèn nửa sốt ba nó, mắc cảm kín ván. Khẩn này ngắm có bền khái, mà mắc cảm kín ván mới nhắn. Muông tặng lại, ngần thủ cú lượn khỏi tốt để giữ măn. Khẩn này tặng vì xuyên mì nửa bé thêm hát á mắc cảm vĩnh, về thóng các mắc cảm đường cánh. Trùng thành lè xà mì đình đầm phiếu mắc cảm vĩnh quang của huyền vì xuyên, đời nửa thóng thiếp thóng hát á. Ăn đầy miệng của mắc cảm vĩnh, lệ ăn mắc kiếng, ăn cài bên cắn. Lúc thúc mắc lường, lại nằm, kín ván, đầy lại cần nái thử. Vằn bườn bên biển mắc, từ bườn thiếp thằng bườn thiếp thống. Khen đối việc khai quang đi nằm phiếu mắc cảm vĩnh bên hàng kháy. Xã trung thành, tốt lên chóc cần dẫn, phiếu mắc cảm hiện làm lại quy trình đang phiếu mắc thở dở. Đò để chế ách cũng cần thử dùng. Tổng hiện tại là có 121 HA. Tặng lại điện đàm biếu mắc cảm xúc xạ khăn này, lè ba nướng thống thiếp mết HA. Đào hàn mắc cảm vĩnh lè thống thiếp thống HA. Nhàng làng lè mắc cảm thành, các lè lòng mắc nghề. Mắc cảm vĩnh mì ngân khai thùng hớn, các bảo mà ngân thù thùng hà lại lượn đàm biếu. Mì hà thôn đã đàm biếu mắc cảm vĩnh, các đàng ở mặt đầy lấy ăn đầy nhạc. Trình lòng hàn lại lượn hát thủ nó phè, kiết khả từ lại lầy phải đàm biếu quáng. Khen việc khai quang đàm biếu mắc cảm thành hà sáng, lệ việc đàm biếu thêm mắc cảm vinh lòng bà thảo giáo giúp huyền vi xuyến. Xe bên tì ính, hào hiệt kiến quốc huyền văn càng bè khứng, ảo mà ngân thù thùng hà cần dân. Lại bí sở này, nhờ hiệt đem nhạc đề án chuyến tối cơ cấu huyệt lây na, búc mẻ mát, liền tối tua, mà kinh tế xã hội huyền vi xuyên tỉnh Hà Giang đã miết bát chuyến tối đem nhạc. Hẹp bên để lại tí đắm phúc mảy mát, liền tối túa long pa bên hàng khai, ao thú ngân thu dù an bình đắm phúc nừng, có phân ao thú ngân thu ổn định tết hồng hạ cân dần. Lại bị sở này, nhờ hệ đê mẹc đê án tối mở cơ cấu hệt lê na, phúc mảy mát, liền tối túa, mà kinh tế xã hội huyền vị xuyên đã mít bát chuyến tối đê mẹc. Đã bên tí hệt ốc long hàng nông nghiệp long pa bên hàng khai, trong mang ngân thu dù tí đi đắm phúc nừng, có phân ao thú ngân thu ổn định tết hồng hạ cân dần. Đáng lân được hẳn là từ Pi Thong xe đến Thiếp Tham đến cơ này, huyền Việt Xuyên đã liên kết với công ty hệt ỏi Sơn Dương, Tuyên Quang, các công ty thủy Vĩnh Bảo, Sạt Thanh Thủy, huyền Việt Xuyên, vài búc ỏi hệt ốc lấy long hàng. Đới ngân khai xiên nâng mùi cân, áng mùi HA ỏi chúng mà đẩy chất thiếp thân bé thiếp hạ tấn, tỉnh ốc ngân áng nửa bé thiếp trở mừng. Tỉnh Hắc Điêu vụ ỏi từ Pi Thong xe đến Thiếp Pét, thân Pi Thong xe đến Thiếp Cầu, công ty thủy Vĩnh Bảo đã thử ỏi của cân dân lúa huyền, cấp khai ốc nước Trung Quốc để nưa tham xiên thong bạc tấn. Chúng mà áng nửa tham tỷ thì bác thông tiếp trưởng mình. Nhà tôi có 8.000 mét vuông đất trồng mía. So với trồng lươn khỏi mi pét bác mét vuông đêm búc ỏi. So đối có bắp, có măn, lên mẻ ỏi ngay trăm trường hơn, cấp để công ty hứa khuấn, hứa phè. Bọn khỏi búc ỏi xong phấn khởi lắm. Ái vụ mùa này sẽ chúng mà để lại ỏi. Bay khẩu tối mái cơ cấu huyệt tay na, búc mẻ mát, liền tay tùa long pa áo thú ngân thu cấp bay khẩn bắn vừng. Huyền Việt Xuyên đã chuyến tối cơ cấu phê mẩy, khai quảng búc là phê mẩy khai để ngân thu thung, long pa tập trung, cắp búc lại, cục đới xa tí hệt ốc, cắp khải long hàng. Bỏ đế hẳn, dung lấy kỹ thuật,
ao máy móc hầu hết lông hàng, hư ở thùng chất lượng, chúng mà đẩy lại cấp dư đầy môi trường. Thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì đối với lại huyện Vị Xuyên thì hết đề án tối mã cơ cấu hết lấy na búc mảy mác liền tôi tua đới huyện Vị Xuyên lại phong nông nghiệp là tham mưu ở huyện búc là phê mày liền tôi tua mi thẳng cắp hạp đới huyện tập trung hết kinh long pa liên kết hết ốc lấy long hàng mi chất lượng nhất lấy coi đầy thường quy hoạch ti hết long hàng coi khảo tình hình ca linh của mùi xả phong tham mưu ở huyện quy hoạch lại ti ngay hết của mùi xả mỏ lấy sạp phù thùng sẽ tập trung khảo hết lấy long hàng mắc kháu chè đới sạp phù tắm sẽ tập trung khẩu đầm púc là phê phép, bióc, mác chất lượng thùng. Cái này đới huyền, đá mi lai hợp tác xã, lai doanh nghiệp liên kết, bỏ đới ngành nông nghiệp cùng một cân dân, hết óc lấy long hàng để cân thử dung tỏ nhận. Cái này mi lấy long hàng của chương trình mùi xả long hàng nừng, đầy tham, thần thí sao. Đới huyền, vận tóc hết óc long hàng, vầy khay quảng, cùng một áo thúng ngân thu ở cân dân, hết lai na, đắm púc mảy mác, liền tôi tùa. Nhờ hệt cấp khai quảng lái ti hệt long hàng nông nghiệp tập trung giữa huyện đã có phân hệt bên lái long hàng của chương trình mồi xả long hàng nưng hệt bên tiếng long hàng để cân thử dung ái thử mỏ che hữu cớ cáo bồ thường sơn mắc phanh lưới đảo đức hệt nhu rú thị trấn Việt Lâm quá hẳn cân dân cùng giảm khai quảng hệt kinh long pa bến hàng khai góp phân hệt bên lái long hàng chất lượng khai quảng hệt lây na phúc mảy mác liềng tôi tua giúp bản lang long pa công nghiệp hóa hiện đại hóa. Lại bị quá phát huy ăn cốc trách nhiệm của là Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai cấp tỉnh Hà Giang đã lên báo biết đồng nhìn khảo cuộc hệ chương trình mục tiêu nước lươn hệ bản lăng mở. Lai cấp hội đã hệt lấy mô hình hay cách hệt sáng tạo để lấy hội viên biết đồng nhìn tổn hệt bằng lấy công trình phân biệt rõ ràng. Chúng mà đẩy lấy ăn đây mẹc có phân hệt xong các áo thúng chất lượng lấy tiêu chí hệ bản lăng mở giúp tỉnh. Còi lò hệ bản lăng mở lên nướng đã lại viên hệ của tăng hệ thống chính trị. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã lần trao lại cấp hội tán nói viên hiệt lọ làng, lần trao quảng vầy áo mạp và chuyên tối cải luồng mùa trang nghỉ, các viên hiệt cô bị nò nhìn. Phải khẩu hiệt là chia nhau lần trao cô cấp nữa, lại cấp hội đã hiện hạp để như tòa làng mi thần của bán làng. Hội Liên hiệp Phụ nữ lại cấp đã cột lại tiêu chí ba làng mỡ, để chỉ tiêu thi đúa, khai ốc lại viên hiệt tăng cắn, đáng hẳn còi thường lần trao ở lòng. Vài pin nò nhìn chất lò mưa chiều trường Việt Tân Hóc ăn cốc cải luống quốc phòng trang huyện Ba Lăng Mỡ. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Tòn hiệt Ba Lăng Mỡ đã ở lại phía qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ lại cấp đã tòn hiệt đầy đứa. Bọn khỏi coi thường việc tăng tốt lần há mỉ mỉ tham thờ rằng hứa bị nò nhìn khai quang hiệp kín. Lần trao lại cấp hội, mỗi chi hội hứa hào thọ mê nhìn ta đầy khó đào bí. Khen hẳn, bọn khói tôi hứa khấy ốt lại hợp tác xã đầy mê nhìn hết chúa. Tháng này giúp tỉnh Hà Giang đã khai đẹp pen hợp tác xã đầy mê nhìn hết chúa. Bọn khói tôi lớn chắc lại cấp hội hết mô hình, khai quang hệ kiến giúp đào bán, mỏ tô mê lươn vào căn hệ kiến bay khấn. Mỗi tô mê lươn vào căn hệ kiến bay khấn. Đà mi lại việc hiện đầy miệng giúp bản làng phát triển kinh tế. Mỗi tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế đã có những cái hoạt động phong phú ở trong cộng đồng. Đối thi bác tháng thứ chết mẹ lườn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Quáng đã đăng ký để cấp ủy chính quyền tổng hệ lại việc đại hiện bà làng mẫu. Về lần Mỹ Á, Lý Thủy Hằng, chị Hội Phụ nữ thôn Lùng Châu, tổng hệ bà làng mẫu. A Hằng lúc họ tốt nhiệt tình đời lại viên huyệt đại hội khai ốc. Cho lũ đáy tăng bè ma ngay, xe hứa cần dân ngay khai thường hàng, áo thùng ngân thú. A Hằng đã ơi lòng bì nào nhìn họ đến hết tàng. Khen hẳn, A tô bè con đã viên hay lại tạp, khả móc đám biêu mạch kín mát hơn ngân thú thúng. Vì thọ xìa linh thiếu chết, A biêu nuột thóng bao nó thành lóng, các thóng bao mét vướng mắc bục. Nhờ chuyên tôi phải mẹ biếc, mà ngân thú của lần A Hằng đầy nua hạt thiếp chiều muôn mùi bí. Bằng cách nào để kiếm được thu nhập thì mình... Hề lòng hờ vậy eo thung ngân thú, lè lè tạp cắp đín giúp hèn lươn, lè mi tạp béo sáp bày, là mi đám biếc phép, lè là biếc mày kín mát tề mi ngân thú. Lượt còi đám biếc mát phục cắp hành lóng.
là tà ngân cua cống lên không hẳn lè xe mi ngân thú đấy rồi mình khác thu nhập từ đấy ra đào pi thon xia linh thon thiếp xã phong quang huyện vị xuyên cố gắng để chuồn ba lăng mỡ tháng này xã đã hiện đại tiếp xúc đào thiếp cầu tiêu chí ba lăng mỡ đào lúc mền hiện là tiêu chí cơ ủy chính quyền xã đã đầy cần dân cấp lại tổ chức chính trị xã hội toàn hệt đảng hàn mi bạt toàn hệt quốc hội liên hiệp phụ nữ đời lại viên hiện lo làng mở trường lớn rũ quen tăng pay mà đã bán tiền mương nằm tháng này tăng xa đã mi được thóng ba lượn mẹ nhìn để tiêu chí há mê mì tham thảo xã ở ba nửa số tiếp hạ lượn để lượn tháo thôn tốt các biểu mẹ khiếu hiện lào khiến lớn rũ lượn văn hóa lại thôn. Thứ nhất là tập trung vào cái nhà sạch vườn đẹp ạ. Tài ếch còi không hề lươn thấu thôn tốt. Tài thóng chiều lươn rũ, cổ mỏ phát tén lại khả tàng, quen lác. O là mô hình, mẹ lươn khắp nàn phải chờ. Phần lòng lác ngày nào, các mi nào tả o tăng cắn. Vài hứa để chuồn ba lăng mỡ. Vài bảo cắn hệ ba lăng mỡ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Giang đã ủi lòng pi nào nhìn, toàn hết bay ủi lòng. Tảng to lươn há mi mì tham thờ giờ. Đảng hàn hiệp bếp tiêu chí mì khỏ giáp, mi vi phạm pháp luật các tệ nạn xã hội. Cần đào lươn mi tạp biết cắn, mi o lục tài tham tạo khấn. Mì đây nổi đóng hiếu, tà học, thảo lươn, thờ tàng khảo lươn, thảo mùa trường, biếng tàng lại pi nào nhìn. Nọc hàn Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhận hiệp thêm thòng tiêu chí hàn lẻ, thảo lè nạc cấp thảo lào lăng. Khẩn này giúp thành phố đã mi sao tiếp mết xỉu lươn mê nhìn để tiêu chí há mít mì tham thờ giờ. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình. Lớn cháu ơi lòng lại cần đào lươn, hệ đèm mẹo phía án nằm tỏ lươn rũ. Ở thường chờ nghỉ có mỗi cần đào lươn đặc kiến rũ còn vằn. Nóc lại viên hệ này, khỏi tốt lớn cháu bị nổ so sáng, bị nổ nhìn quen tăng bè mà trường đô thị, ở mà môi trường khiếu thờ giờ. Vải hứa hợp ban làng tổ vườn phố phần càng tốt hơn. Tón hệt ba làng máu cổ đời bay ươi lòng, tăng tốt lườn há mi mì tham thao giờ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đăng ký được cấp ủy chính quyền, hến nòi nhất viên nương đăng hệt ba làng máu. Vì thoàn xưa linh thiếp cáu, lại cấp hội đăng ký, cam hệt đại thi ba tháng thiếp cáu việc. Lại việc để cổ đời thiếp cáu tiêu chí ba làng máu. Lại cấp hội nhận hiện lại mô hình văn thứ bảy vì cộng đồng bắt cảm khiếu tàng khẩu lươn thờ giờ tổ quyền lác giữ mắt phẳng trào vì nỏ nhìn hứa căn hệ kiên vai khấn tàu kho bằng lại cách mà hứa văn hệ việc phe mẹ biếc tổ liền khai quang tháng bác có thiết tổ mẹ luôn vào căn hệ kiên vai khấn vào đời lại cấp lại ngành đoàn thể bằng thống hứa linh ngân vốn thón trang nghệ xa viên hệ thờ mẹ nhìn khen hàn ơi lòng cán bộ vì nó nhìn góp cổng lành ngân quốc về hết ma ước biển tăng bay mà lươn văn hóa trường học còi dư môi trường qua này hứa áo thùng trường nghỉ quốc vì nó nhìn đào viên hiện là tiểu trì ba làng ma thì đối với lại hội phụ nữ các xã thị trấn cũng như là đối hội Liên hiệp Phụ nữ lại xã thị trấn cùng mò hội phụ nữ huyện bọn khói tốt toàn hệ chương trình khả này bọn khói tốt còi thống lần trao huyệt chương trình lươn thảo thôn tốt lại xà thị trấn hết đầy miệc vì lè qua bảy còi thu mà đầy thúng vài huyệt chương trình ba lăng mỡ tòn trùng văn khai ốc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thòng thiếp bướn thiếp bọn khói vẫn tạo ơi lòng pi nào nhìn tòn hết ba lăng mỡ tiếp tục vận động chị em phụ nữ tham gia hưởng ứng trong cái xây dựng nông thôn mới. Chị em phụ nữ cũng đã vận động được đoàn viên và hội viên của mình. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã ủi lòng đại pi nò nhìn vài tòn hết ba lăng mỡ. Qua này áo mà đại trà phòng khu hà pi nò nhìn tòn hết ba lăng mỡ. Nọc hẳn đối Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồ Sô Phi tốt bài khẩu hiệp chương trình lươn rũ. Này là chương trình mỹ ý nghĩa đầy miệc. Qua bài khẩu hiệp khỏi hẳn pi nò nhìn mỹ đóng góp cải luống. Số này đã ở lòng đèn lại pi nò nhìn tòn hiệp chương trình lươn rũ của tỉnh đại hiệp rũ huyền. Tham gia với chương trình nhà ở của tỉnh triển khai trên địa bàn. Đối lại việc hiệp cô là
cán bộ vì nó như giữ tình đã hạc hàn ăn cốc cốt là đòi hiện bà lăng mơ đổi lại cái hiện đầy nhạc tôi mơ lại cơm hồi liên hiệp phụ nữ đã cổ viên hiện đại tiểu trị bà lăng mơ đổi viên hiệp cốc cô hồi từ hàn hứa bảo đời tình hiệp bà lăng mơ đầy mến hệt thường lại việc tàn ốc ao kinh tế văn hóa xã hội cố tình phải khứng.